Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến. Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông. Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công. Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Chúng tôi đến với lại thôn Đề Chơ lần này là đang khi mà bà con chúng ta đang thực hiện cây cầu thứ hai, còn được gọi là tên là cây cầu Cô Mai 2. Và bên cạnh tôi là anh Hờ Gia, là công an viên của thôn Đề Chơ, là cũng là cái người giám sát quản lý để đôn đốc bà con chúng ta thực hiện cây cầu này. Bây giờ chúng ta tới đây thì xin nhờ anh Gia nói đôi chút về cái tiến độ làm cái cây cầu này và cái quy trình làm như thế nào để cho bà con của chúng ta, những nhà hảo tâm được biết coi mình đang làm như thế nào. Xin mời anh Giang. Vâng, thì xin chào quý vị khán giả của Khanh và chị Anh. Thì cũng vì do tôi đang giới thiệu và cho quý vị khán giả là còn cái đầu cầu bên này ấy, thì do cũng không có đá, xong là tất cả cái đội anh em thì cũng phải bê từ cái một từ dưới suối lên, xong là bây giờ yêu cầu là không làm thì sau này mình chở cá sỏi lại không đi xuống mà đi lên được, vì bây giờ rất khó khăn mà tiền sang mà tiền vận chuyển thì có nhiều người đi thì may, nhưng có người thì lại đi không may. Thì muốn để làm thế nào thì cho tất cả đội cũng phải làm cố gắng để làm thế nào hết sức hết lòng. Mặt một là cũng là của anh em có những là Hồng Tân giúp, một phần là cũng của thôn mạng. Thì trong đội làm thì rất khó khăn, cái này cao khoảng độ gần 5 mét rồi. Đấy, cái này gần 5 mét cao. Thì tất cả thì cũng cái đầu này thì cũng do cái đầu kia ấy, cái đầu kia thì cũng phải kề thêm lại nữa, cả từ dưới lên nâm lên gần 5 mét nữa, là 5 mét cao. Thì từ từ trong kia đi lên ấy thì là cũng có khoảng trước là đo đạt 30 mét chiều dài chiều lên, xong cũng phải hạ xuống. Đấy, thì bây giờ là muốn để nâm cái cầu lên hơn 1 mét một tí, chắc phải hơn một chút. Thì cũng phải thêm một cây gỗ nữa, một cây gỗ phải to như này thì chắc là ít nhất phải tầm 40 người hay là 50 người mới kéo được cái gỗ này. Thì mong quý vị khán giả cũng biết được là thời gian sẽ giới thiệu cho tất cả. Mà bây giờ trong 2-3 ngày này đổ đất sang mặt bằng thì rất là khó khăn, thì trong khối đất ở trong này thì cũng rất là nhiều. Thì cho trực tiếp thì bà con cũng anh em đội thì cũng cố gắng để nhiệt tình, thì cũng hết sức hết lòng trong thời gian thì cũng làm hoặc cũng đờ đá này, cũng không có thì cũng một số thì lại đi đờ đá và lấy cái búa tạ và xa bên thì cũng làm trực tiếp gần đây. Thì cũng nói thật cái đường hay hẹp tí thì cũng một số có ngày lại đi chuyển và chuyển từ 2-3 ngày từ trong cái đường to đường cái vào thì cũng là hay khó khăn, nhưng mà thôi thì cố gắng để làm thế nào cho lợi cho bà con chúng ta ở trong thôn. Tôi đã đến đây và trực tiếp nhìn cái hình ảnh của bà con mình làm vác đá, đập đá, và đây là một cái cây cầu trong một cái địa hình khó khăn nhất trong 4 cây cầu mà bà con mình phải thực hiện. Bởi vì nếu mà không có cây cầu này thì là cũng không có thể tiến làm cái con đường nhân ái tiếp theo được, đúng không? Bởi vì cái cây cầu này nó rất là dài. Thì chiều dài của nó là bao nhiêu hả anh Gia? 17 mét.
và bây giờ chúng ta phải bổ túc thêm một cái cây nữa để mà nó chắc chắn lên. Và chúng ta thấy là đi bắc qua một con suối, không biết là khi mà mùa mưa tới nó ngập thì nó sẽ ngập hết chỗ này mình đang đứng hết cả chỗ kia rồi. À, nó ngập lên. Vâng. Không thể đi được rồi. Và do đó là cái cầu sẽ được nâng lên cao khoảng 1 mét để cho nó cao hơn. Đây là một cái việc làm hết sức là vất vả và có thể nói rằng bà con lấy cái sức người ra để mà thực hiện. Cho nên là rất là cảm ơn cô Mai cũng đã tài trợ cho cây cầu số 1 và cây cầu số 2 này. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm thêm hai cây cầu nữa. Bây giờ anh Gia là cũng là đại diện cho bà con ha, là cố gắng vận động đôn đốc cho bà con để làm để mình kịp có cây cầu thì mình tiếp tục làm được cái đường, đúng không? Rồi cố gắng bao dự trù là khoảng bao lâu sẽ xong cái cầu này? Nếu mà xong thì cái cầu này sẽ phải tầm nếu mà lan cả cái cây kia nữa là sẽ phải một tuần nữa. Vâng. Tính từ hôm nay trở đi một tuần, và trước giờ mình đã làm mấy ngày rồi? Đã một tuần nữa. Một tuần rồi, coi như là hai tuần. Vâng, hai tuần. Và riêng cái cầu này thì là vận động tất cả bà con ở trong thôn sẽ cử người ra và đều được chấm công hết sức là công bằng, để mỗi người có được tham gia vào, vừa là ý thức trách nhiệm và cũng vừa là cái công việc của mình. Cho nên là anh Hờ Gia thôi thì cố gắng động viên bà con để mình có cái cầu đi phương tiện cho nó đỡ hơn. Chờ cho đến khi nào mà chúng ta có ngân sách của tỉnh, của huyện thì chúng ta làm cái cầu kiên cố, đúng không ạ? Nhưng mà thôi, trước mắt chúng ta cứ tạm thời như vậy đi. Rồi, rất là cảm ơn anh Gia nhé. Vâng. Và khi mà quan sát thêm về cái cây cầu á, đứng ở góc này thì chúng tôi thấy cái lớp đường này nó có một cái đoạn rất là nguy hiểm. Cho nên là đây cũng là một cái vấn đề mà phát sinh thêm. Do đó tôi muốn nhờ anh Gia coi giải thích coi cái với cái hiện trạng này như thế này, cái vấn đề là để bảo đảm an toàn cho bà con thì nó như thế nào anh Hờ Gia? Thì giới thiệu là cái tất cả em là kè đá lên thì nó lại cao lên thêm khoảng 2 mét, thì chỉ tức là đây là nó thêm những cái tả ly từ dưới lên thì lại thêm cao 2 mét. Thì bây giờ cái mặt đường ấy thì mình đổ đường đi thì lại không có cái lan can này. Thì bây giờ là ý là Hờ Gia muốn để làm cái lan can, tất cả đội cũng cả cái đầu kia thì cũng phải có cái lan can, mà cái trục cái cột đấy thì ít nhất phải tầm 1 mét. Cao nó vâng, như thế này tầm 1 mét thì cũng phải muốn mua cái xác hay là cái dây thiết để bùa từ trong kia vào như cái lan can đi qua cả hai đầu kia, mà từ đầu này cũng trải dài khoảng 30 mét. Thì muốn xin được có những bổ sung những kinh phí thì được, thì những anh em có những là hồng tân giúp với bà con thôi này chơi thì sẽ cảm ơn, thì tới với bà con những cái để làm đảm bảo cho bà con đi lại những vật chuyện những tất cả mọi thứ mà sau này đỡ cho bà con. Tức là theo như ở đây là mắt chúng ta nhìn thấy là cái chỗ này nó vào đúng cái đoạn cua đúng không? Vâng. Trước đây là vừa nó trước đây nó chỉ dốc thôi, bây giờ nâng lên để cho nó không dốc nữa thì nó sẽ bị một chút cua ở đây. Vâng. Mà đi như vậy từ bên kia sang hoặc từ bên này sang rất là nguy hiểm đúng không? Thì bây giờ là mình muốn làm cái lan can để mình chắn. Vâng, để đến khi mình đi xuống là mình không có bị rơi xuống cái phía bên vực này, vì bây giờ nó bên này nó thành một cái vực rất là sâu đúng không? Vâng. Và hai bên trên cái độ cao này xuống là tôi thấy là nó cũng khoảng chừng 10 mét á, đi đâm xuống với một cái chiều dốc thế này, mà nếu không có cái lan can thì nó rất nguy hiểm. Vâng. Cho những người chở đồ nặng hoặc là thậm chí đi xe máy với một cái tốc độ mà đổ xuống là rất nguy hiểm. Vâng. Do đó là vẫn là cái công sức của bà con mình các em làm cầu ra thôi. Nhưng cái vật liệu thì là cái khoản tiền mình sẽ vận động mình xin thêm thì khoảng bao nhiêu thì được nhỉ? Cho nên nhưng mà được tầm 10 triệu hoặc 15 triệu cũng được. Chắc cái này thì cũng do vì vật liệu thì cũng chưa hỏi. Cái này là nói rõ ràng như thế. Nếu mà làm thì cũng phải làm hết sức đồng để làm cho chắc chắn, vì những người đi lại nó sẽ đảm bảo vì chở vật chuyện này rất là nặng rồi mà không giữ tức được. Là cái tiền số tiền như em nói đấy là 10 đến 15 triệu là để mua cái vật liệu là mình đổ cái lan can phía bên này. Còn đâu công sức là vẫn phải bà con ra của làm. Bà con nhé. Đúng rồi, công sức vẫn là của bà con. Vậy là mình biết cái câu chuyện nó sẽ là như thế. Thì cái cây cầu này là phát sinh thêm khoảng 15 triệu để làm cái lan can này để cho nó bảo đảm thêm về vấn đề an toàn cho bà con. Chúng tôi hiểu rồi, và trời nó cũng sắp mưa rồi. Cố gắng nha bà con, nghỉ chút xíu rồi lại làm việc tiếp. Như đã dự tính trước thì Trường Nguyễn và Lê Lê thì thi thoảng mới có thời gian để thu xếp lên với bà con một lần. Chúng tôi đã nói là có 4 cây cầu sẽ thực hiện để từ xã Làng Nhì vào trong tới thôn Đề Chơ, và cây cầu Cô Mai 1 đã thực hiện xong.
Và bây giờ chúng ta còn 3 cây cầu nữa. Và chúng tôi cũng đã có số tiền mà của các nhà hảo tâm đóng góp để mà thực hiện 3 cây cầu. Do đó là hôm nay chúng tôi đã mang 3 cái biển của 3 cái cây cầu đó. Và cái tên của 3 cây cầu còn lại đó là cầu Cô Mai 2 và cầu Đồng Ích và cầu Nghĩa Tình. Cái chữ Đồng Ích này là riêng của một vị khán giả và tên chị là Vân Lê. Chị Vân Lê ở Bên Mỹ ạ. Ở bên Mỹ. Và cầu Nghĩa Tình là cầu của nhiều khán giả đóng góp vào. Mình đặt cái tên như vậy là tên chung. Còn cầu gia đình của chị Vân Lê là cầu Đồng Ích. Còn cầu Cô Mai 2 và cầu Cô Mai 1 là do Cô Mai ở bên Mỹ. Đây là chúng tôi cũng xác định lại rõ ràng như vậy. Và ba cái cầu này chúng tôi đều ghi là hoàn thành vào tháng 6. Cho nên là bà con mình cố gắng làm sao hoàn trong tháng 6 là thực hiện cho xong ba cây cầu. Chúng tôi cũng được biết là ở thôn Đề Chơ thì anh Hờ Gia cũng giống như là bác Cớ là bí thư ở đây. Anh Hờ Gia là công an viên của thôn cũng đã thống nhất với nhau để mà mình vận động mỗi hộ một người đúng không? Để ra mình thực hiện cùng một lúc để cái cầu, ba cái cầu này nó thực hiện trong tháng 6 cho nó xong để chúng ta có thể làm con đường. Không biết là bác Cớ có ý kiến gì về cái việc mà làm từ 3 và 4 cây cầu vừa qua không bác Cớ? Ý kiến tôi là nhà hảo tâm giúp đỡ như thế thì hết sức động viên nhân dân là cố gắng làm, góp công vào cho nó nhân dân là đi lại là an toàn cho nhân dân. Vâng, bác Cớ cũng là bí thư của thôn và cũng hôm nay là cũng tận tâm để làm chung với bà con. Còn anh Hờ Gia, anh nghĩ sao về cái việc mà chúng ta sẽ hoàn thành 4 cây cầu trong tháng 6 này? Thì trong thời gian sẽ thưa quý vị khán giả, trong 4 cái cầu này thì cũng mong muốn để chờ đợi có như thế thì cũng là có một số anh em tất cả có những lời hồng tân giúp một phần nào đó. Thì tất cả bà con cũng là mong muốn để có cái cầu. Xong bây giờ là cũng được sắp được 2 cầu rồi. Và còn 2 cầu nữa là bây giờ muốn để làm 4 cái cầu này hoàn thiện tất thì mới bật chuyện. Đúng rồi. Làm cái đường cho đi lại cho dễ mà mong muốn là làm cho tình trạng tránh tình trạng là xảy ra như loại kia. Thì thật ra cũng mong muốn để tiếp tục bây giờ không nghỉ nữa. Từ mùng 1 tháng năm này đến mùng 7 này là không nghỉ một ngày nào. Rồi, liên tục. Vâng, liên tục làm mà không nghỉ mà cũng toàn là có một số lại đi xẻ, một số lại ra bên này. Thì gỗ thì có trên kia rồi, vừa kéo về hết ở đây. Vâng, thì thật ra cũng mong muốn làm nốt cái cầu này trong mùng 7 ngày nữa là xong. Lại liền luôn cái cầu kia. Vâng, cái cầu kia xong là cho cũng chưa làm thì không biết là dự đoán làm bao nhiêu ngày nhưng mà phải làm mới biết được cái cầu kia. Nhưng mà trong vòng đến tháng 6 sẽ hết. Rồi. Vâng. Cố gắng để nếu mà mai kia không được thì cũng phải mới hộ phải 2 người thêm người nữa. Tăng cường lên. Vâng, tăng cường người nữa xong là tiếp tục làm thì cho nhanh để sau này tháng 8 tháng 7 tháng 8 lại mưa rồi. Thì muốn để cố gắng để làm thế nào cho càng nhanh càng tốt để mình mới tiếp tục làm cái con đường đợt 2 đúng không? Và đường vào như vậy nó thuận lợi cho bà con. Vâng. Và phải nói là bà con mình cũng giống như là trường Nguyễn Lê Lê qua kênh Việt Nam Today cũng rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của quý vị khán giả. Và sáng hôm nay thì tôi có vào trong xã và cũng đã được một cái giấy chứng nhận của bên phía xã là giấy xác nhận. Giấy xác nhận là mình đã chuyển giao cái số tiền cho bà con ở thôn với số tiền là 171.250.000 phải không ạ? Và chưa kể cái phần phát sinh này nữa. Và có thêm nữa. Và đồng thời là như chúng tôi nói là bà con làm hết sức là vất vả. Cái tiền mà đóng góp ra để là mua vật liệu. Do đó là rất là mong bà con cố gắng lên. Mà nếu mà chúng tôi có được những cái sự mà hỗ trợ nào thêm thì có thể là giúp thêm bà con như tiền xăng hôm nay chẳng hạn. Đó thì chúng tôi sẽ cố gắng là chuyển thêm cho bà con để chúng ta động viên. Trường Nguyễn và Lê Lê là chỉ là những cái người đứng ở giữa. Mang cái tấm lòng hảo tâm đến cho bà con. Tại nhiều người ở xa không thấy được. Cho nên mình phải thay mặt bà con để mình đến đây mình ghi nhận những cái hình ảnh đó. Anh Hờ Gia cũng là một YouTuber. Anh cũng mặc dù vẫn làm nhưng mà đôi khi anh vẫn cứ quay những cái clip đó để kể lại cái câu chuyện mà làm cầu nó như thế nào. Và bây giờ chúng tôi xin bàn giao ba cái biển của ba cái cầu này cho bác Cớ, bí thư của thôn và anh Hờ Gia công an viên ở đây. Để khi mà làm xong rồi thì anh dựng ngay đầu cầu nhé. Và cái việc này cũng đã được thông qua với lại xã rồi. Những cái tên cầu, những cái tên này để nói về cái tấm lòng của ân nhân, những người làm mà đóng góp cho chúng ta về cái mặt mà vật chất để bà con chúng ta có cái phương tiện tốt để đi. Vâng, là xin cảm ơn
cái sự là tham gia của tất cả mọi người, trong đó là hai vị lãnh đạo ở thôn đây có được cái cuộc mà trao đổi với chúng tôi trong cái bữa gặp gỡ này nhé.
suối rất là to này. Đây, cho tất cả mình cùng quân cùng xem nhá. Nước chảy bây giờ rất là to rồi, nhưng mà chưa to đâu. Nói là to nhưng mà cũng chưa to. Nên là nếu mà hôm nay không mưa là đổ nốt cái đoạn này đó, nhưng mà hôm nay mưa ở đang sương mù này.
quốc làm quê hương. Dẫu ta là ai cũng cần dân tộc để yêu thương. Tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu. Dẫu có đi xa luôn mong ngày